Mạng xã hội gần đây đang xôn xao trước hình ảnh về bốn tượng rồng với hình dáng lạ tại một khuôn viên vui chơi ở Thanh Hóa. Những tượng rồng này được cộng đồng mạng đánh giá thiếu thẩm mỹ, nhìn không giống rồng. Nhiều người còn cho rằng những con rồng này quá còi cọc, mất tính oai phong, nhìn giống con run. Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 26 tháng 1, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, bà Vương Thị Hải Yến cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương và các phòng chức năng kiểm tra thực tế khu vực xây dựng 4 tượng rồng. Bà Yến cho biết, qua kiểm tra, những tượng rồng này được xây dựng gắn liền với cổng khuôn viên vui chơi của doanh nghiệp trên địa bàn xã Tiên Trang, bà Yến nói. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương đang thực hiện việc kiểm tra, giả soát lại quy hoạch, quy trình thủ tục cấp phép xây dựng đối với các hạng mục của dự án này. Sau khi huyện làm xong sẽ có văn bản thông tin cụ thể về vụ việc liên quan đến hình dáng và quy định xây dựng các linh vật, cụ thể là bốn tượng rồng nói trên. Bà Yến cho hay, theo quy định về mỹ thuật, đây chỉ là tác phẩm nghệ thuật, không phải tượng đài hay tranh hoành tráng, vì vậy không có quy định về cấp phép và xử phạt đối với trường hợp này. Tuy nhiên, bà Yến chia sẻ, mặc dù bốn tượng rồng nằm trong khu du lịch của doanh nghiệp nhưng nhận được sự quan tâm của dư luận và người dân, vì vậy ngành văn hóa địa phương vẫn phải kiểm tra và xác minh trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quảng Sương, ông Bùi Sĩ Hào cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương đã giao các phòng, ban chuyên môn của địa phương kiểm tra việc quy hoạch cấp phép xây dựng dự án khu vui chơi của công ty S, xã Tiên Trang, huyện Quảng Sương để làm rõ thông tin bốn tượng rồng gây xôn xao dư luận. Ông Hào nhấn mạnh, sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương sẽ có thông tin cụ thể đến các cơ quan báo chí. Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này làm tượng con vật chào năm mới. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị này đắp tượng con mèo bị nhận xét là giống chuột trù. Trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, tại đây từng xuất hiện tượng hổ lai heo. Tết Giáp Thìn đang đến gần, linh vật rồng đang trở thành điểm nhấn nổi bật trên khắp cả nước. Từ miền Bắc đến miền Nam, linh vật rồng 2024, các tỉnh đang xuất hiện với vẻ đẹp và sức mạnh đặc biệt của mình, mang theo lời chúc phúc và may mắn trong một năm mới. Biểu tượng rồng ấn tượng này không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và kỳ vọng của cộng đồng trong năm Giáp Thìn. Mới đây, loạt hình ảnh về linh vật rồng năm Giáp Thìn 2024 tại Quảng Trị khiến đông đảo dư luận thích thú. Theo đó, tượng linh vật rồng này được đặt tại Chùa Vân An, thành phố Đông Hà sau khi hoàn thiện xong. Linh vật rồng này được thiết kế theo màu vàng chủ đạo, cao khoảng hơn 3 mét, mang dáng vẻ oai phong, hoành tráng với thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Tượng có chiều cao khoảng 3,5 đến 4 m chiều ngang khoảng 6 m Xung quanh là những đám mây trắng, xen lẫn mây xanh được cách điệu hóa. Được biết, hai bức tượng này được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm, ngụ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong. Anh cũng chính là người thực hiện linh vật mèo của năm Quý Mão 2023 và linh vật hổ của các năm nhâm dần 2022, khiến mạng xã hội phát sốt và được nhận xét là đẹp nhất Việt Nam ngoài cặp tượng rồng làm bằng bê tông cốt thép đặt ở chùa vân an anh tâm còn thi công linh vật rồng đặt ở công viên của thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị hiện tại linh vật rồng cơ bản đã hoàn thiện những ngày này anh đinh văn tâm và đội thợ đang trang trí linh vật anh tâm và ủy ban nhân dân thị trấn lao bảo thống nhất sẽ không để lộ lọt hình ảnh linh vật rồng trước khi bàn giao để tạo bất ngờ Tại Hà Nội, trên phố Hàng Mã, một gia đình đã trưng bày linh vật rồng khiến người dân đi qua vô cùng thích thú. Linh vật rồng này được thiết kế khá tình xảo, đẹp mắt, cao khoảng 10 mét. Nhiều du khách thích thú đứng chụp ảnh linh vật rồng tại phố Hàng Mã khiến nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Còn tại tỉnh Phú Thọ, khi hình ảnh đầu tiên về linh vật rồng năm giáp thìn được chia sẻ, nhiều người trầm trồ khen ngợi vì linh vật được chế tác đẹp đẽ, mềm mại và cân đối. Trên nhiều trang mạng xã hội, mọi người đăng bài kèm hình ảnh linh vật rồng mềm mại, đầy đặn và không thiếu vẻ uy nghi, khiến nhiều người đặt lời khen. Linh vật rồng 2024 ở Phú Thọ được đặt tại chợ Hoa Thanh Niên năm 2024 của Trung tâm Thanh Thiếu Nhi Hùng Vương, trong khuôn viên quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Linh vật rồng có màu vàng bắt mắt, thể hiện được sự uy nghiêm, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Nguyên liệu thiết kế linh vật rồng này là xốp mút, chiều cao 3m, chiều dài 4,5m. Trong những ngày tới, xung quanh công trình này sẽ được trang trí thêm hoa, đồng xu mạ vàng và dòng chữ Chúc mừng năm mới 2024. Tại Đà Nẵng, các công nhân trong xưởng chế tác linh vật rồng cũng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp đưa sản phẩm ra trang trí. Hiện tại, linh vật rồng đang được thực hiện gấp rút thi công tại xưởng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Năm 2024, Đà Nẵng có 15 vị trí trang trí Tết, xuyên suốt các điểm là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu trong đó có một linh vật rồng dài hơn 30 mét, sẽ được thiết kế đặc biệt và đặt tại đầu cầu rồng. Đuôi cầu rồng sẽ đặt linh vật rồng dài 8 mét. Dự kiến trước 28 âm lịch sẽ đưa về đặt tại các vị trí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Được biết, thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng dịp Tết năm 2024 nhằm phục vụ người dân, du khách vui chơi. Với phối cảnh linh vật rồng cách điệu và tiểu cảnh trang trí trong các bồn hoa, thảm cỏ lớn được Đà Nẵng công bố, nhiều du khách đang kỳ vọng thành phố sẽ có những không gian độc đáo, ấn tượng để trao đón Tết Giáp Thìn 2024, ấn tượng nhất. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh linh vật rồng ở trung tâm thương mại Ion Tân Phú, quận Tân Phú. Linh vật rồng này đang nhanh chóng gây sốt bởi biểu cảm độc lạ khiến nhiều người dân du khách thích thú tìm đến check-in. Linh vật rồng được treo tại sảnh lớn của trung tâm thương mại này có màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh. Các chi tiết của linh vật này như dâu, vảy được làm tỉ mỉ, phần thân rồng có dáng bay rất uyển chuyển. Tuy nhiên, phần biểu cảm của đôi mắt lại trông như đang giận dữ, nhưng không kém phần bàng hoàng, thẳng thốt của chú rồng này. Nhiều người nhận xét, ngoài trừ gương mặt, tổng thể chú rồng này nhìn cũng khá độc đáo, oai phong. Giữa những linh vật rồng uy nghiêm, bề thế thì biểu cảm của chú rồng này giúp nó trở nên độc lạ và gây ấn tượng tại tỉnh Bình Dương, cặp linh vật rồng làm từ lưu, gốm xứ đang nhận được cơn mưa lời khen từ dân mạng. Theo đó, cặp linh vật được đặt tại cầu Ba Sảng, đường Hồ Văn Cống, phường Tường Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cách quốc lộ 13 khoảng 500 mét. Vào thời điểm ghi nhận, tại khu vực này có hơn 10 người thợ đang thực hiện các công đoạn bắt đèn LED, gắn chùm nhỏ vào những bộ phận như răng, chân rồng để hoàn thiện linh vật. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh linh vật rồng làm từ lu, gốm xứ này đã được khen ngợi hết lời, bởi không ai nghĩ rằng những sản phẩm gốm nhìn cứng cỏi nhưng lại có thể ghép cùng nhau tạo nên một linh vật rồng vô cùng uyển chuyển, uốn lượn mềm mại, cảm giác như đang bay trên mây mà vẫn rất thần thái, oai vệ, dũng mãnh. Được nhận xét có dáng vẻ uy vũ không kém là linh vật rồng tới từ tỉnh Đắk Nông. Đây là tượng rồng được các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 301, trung đoàn BB 994 tỉnh Đắk Nông thực hiện tháng 11 năm 2023, một tổ gồm 6 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 301 đã bắt tay vào thực hiện mô hình rồng, cũng là linh vật Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là năm thứ năm liên tiếp, tiểu đoàn 301 làm linh vật để chào đón năm mới. Tất cả linh vật đều được làm thủ công do cán bộ chiến sĩ có năng khiếu nghệ thuật trực tiếp lên ý tưởng, màu sắc và phối cảnh. Rồng là một trong những linh vật tiêu biểu trong văn hóa phương Đông, biểu tượng của cái đẹp, quyền lực, sự may mắn, sự vồn vinh, sự phát triển. Linh vật rồng của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 301 là tổng hợp những đặc điểm của con cá sấu, đầu vẩy, chân và con rắn thân dài. Linh vật có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ và mang không khí Tết và chứa đựng hy vọng may mắn cho năm mới.